Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Có câu hỏi đặt ra rằng Judge Master 2 có phải là phiên bản nâng cấp hơn của Judge Master hay không? Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời nhé! Cũng có cái tên chung là Judge Master, nhưng về phương diện thiết kế, về bộ máy giữa Judge Master và Judge Master 2 có quá nhiều điểm khác biệt rõ ràng. Theo dòng lịch sử của Rolex cho thấy, ký hiệu 2 xuất hiện phía cuối một tên đồng hồ, thể hiện sự nâng cấp hay cải tiến cho một dòng đồng hồ đang tồn tại. Nhưng về thực tế có nâng cấp hay không thì Gia Bảo Luxury sẽ đưa ra lời giải đáp trong bài viết này khi đặt lên bản cân so sánh hai mẫu mà chúng ta đang chiếm ngưỡng. Đầu tiên là sự khác biệt về thiết kế. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1992 như một phiên bản đồng hồ thể thao sang trọng, Judge Master không có quá nhiều chức năng khác biệt, đến nỗi nhiều người đã nhầm tưởng đây vốn là phiên bản sang trọng hơn của những chiếc Submariner huyền thoại. Đây là dòng đồng hồ trên website của hãng là thiết kế dành riêng cho những cuộc đua thuyền buồm cao cấp, nhưng phải cho tới khi mà Judge Master 2 ra đời cùng với chức năng Chronograph Regatta, điều này mới được nhiều người công nhận. Sau nhiều lần nâng cấp, Judge Master 116655 đã xuất hiện với diện mạo gây tranh cãi. Và chiếc Rolex này có quá nhiều điểm đặc biệt khi được giới thiệu trước công chúng. Mẫu đồng hồ này sở hữu dây đeo mới đầu tiên trong tất cả các bộ sưu tập đồng hồ Rolex cung cấp. Dây đeo mới của hãng có tên gọi là Oyster Flex, đại diện cho sự chắc chắn của dây kim loại, đồng thời có đặc tính rất linh hoạt từ dây cao su. Đừng vội nhầm lẫn khi mà Oyster Flex thuộc dây cao su, bởi Rolex đã tiết lộ rằng bên trong lớp cao su màu đen chính là một lưỡi kim loại được làm từ hợp kim, ẩn gồm có nickel và titanium. Có khả năng định hình dây, cố định với phần càng khiến cho chiếc đồng hồ này dễ dàng ôm chặt vào cổ tay người đeo. Và dĩ nhiên thì đối với chiếc Judge Master 2 thì không có dây đeo Oyster Flex. Lớp đệm của đồng hồ 116655 được làm từ Cerachrome màu đen với bề mặt phủ cushion nhìn khá là sành điệu. Những con số đếm phút lại được làm bóng nổi bật và kéo dài từ 0 tới 60 phút. Chi tiết này thì khác hẳn với những chiếc Judge Master 2 có vành bezel màu xanh sáng, chữ số được khắc bằng laser và quy mô chỉ đếm tới 10 phút. Sự khác biệt rõ rệt này phụ thuộc vào chức năng khác nhau hoàn toàn của hai mẫu đồng hồ. Nếu như trên chiếc Judge Master 116655, vành bezel xoay 2 chiều chỉ có tác dụng cho phép người đeo nhẩm tính số giờ thông thường theo kim phút bên trong mặt số, thì vành bezel trên mẫu Judge Master 2 lại có vị trí kích hoạt tính năng Chronograph Regatta đếm ngược chính xác bên trong mặt số. Tiến vào mặt số, ta sẽ thấy những chi tiết quen thuộc như là cặp chỉ giờ hình học có phủ chất phát quang, bộ kim Mercedes đậm nét cùng với ô cửa sổ báo ngày và kính Cyclops phóng đại nằm tại góc 3 giờ. Mặt số hiện lên với màu đen rất cổ điển, khác hẳn như phong cách mà mặt số của chiếc Judge Master 2 116681 đem lại. Bởi ở mặt số đồng hồ của chiếc Judge Master 2 116681 thì có màu trắng và các chi tiết bên trong được điểm lên với những màu sắc tươi sáng tương phản. Các cọc chỉ giờ thống nhất với hình vuông và có phủ chất phát quang. Nửa bên trên đồng hồ là vòng đếm 10 phút kết hợp cùng với kim ngắn có đầu mũi tên hỗ trợ chức năng Chronograph Regatta. Tại trung tâm còn có sự có mặt của kim dây màu đỏ Chronograph, còn bộ đếm dây 60 giây thông thường lại được chuyển về bên dưới mặt số, góc 6 giờ đồng hồ. Có thể nói rằng Judge Master 2 sở hữu mặt số khác biệt và không giống với bất cứ model nào trong danh mục đồng hồ Rolex cung cấp hiện thời. Không chỉ mặt số, bộ vỏ của Judge Master 2 116681 cũng cho cảm giác khỏe khoắn hơn khi là sự kết hợp vàng Eve Rose cùng với thép không gỉ. Cũng có vành bezel vàng Eve Rose như trên chiếc Judge Master 116655, nhưng Judge Master 2 lại có bộ vỏ giữa từ thép không gỉ cũng như đi theo bộ dây kim loại. Thêm nữa thì chiếc Judge Master 2 có kích thước là 44mm, lớn nhất trong tất cả bộ sưu tập đồng hồ Rolex. Sự khác biệt này được thấy rõ nhất là khi đeo đồng hồ trên tay. Với chiếc Judge Master 116655 có đường kính là 40mm, một kích thước phù hợp với đại đa số nam giới Việt, còn chiếc còn lại thì khiến cho một số ít mới có thể bon chen được. Và sự khác biệt tiếp theo là về bộ máy. Thiết kế đã khác biệt rồi, bên trong bộ máy vận hành còn cách biệt nhau nhiều. Một bộ máy thì có 3 kim một lịch cơ bản, trong khi bộ máy khác thì sở hữu chức năng mang tính chuyên môn và độc nhất hơn nhiều.
Đối với chiếc Judge Master 116655 nói riêng và dòng Judge Master nói chung đang được Rolex trang bị bộ máy tự động 3135. Được giới thiệu vào năm 1988, nhưng bộ máy này đã được nâng cấp các chi tiết bên trong để đảm bảo sự vận hành ổn định cũng như chính xác. Caliber 3135 được sử dụng nhiều trong các model khác của Rolex như là Datejust, Submariner, gồm có 31 chân kính và có thể vận hành trong khoảng 50 giờ đồng hồ. Còn đối với dòng Judge Master 2 như trên chiếc 166681, có bộ máy là 4161 cung cấp năng lượng. Bộ máy tự động này có chức năng Chronograph Regatta đếm ngược thời gian với 360 chi tiết cấu thành. Cũng có 31 chân kính, caliber 4161 có thể vận hành trong khoảng 72 giờ đồng hồ với khả năng chính xác rơi vào khoảng -2/2 giây mỗi ngày theo tiêu chuẩn Rolex Stability Chronometer. Cả Judge Master và Judge Master 2 đều là những chiếc đồng hồ cao cấp chất lượng đến từ nhà sản xuất Rolex. Như về chức năng lẫn ngoại hình, hai mẫu đồng hồ này thực sự khác biệt. Một bên có chức năng cũng như vẻ ngoài truyền thống của dòng đồng hồ Rolex thể thao cổ điển, trong khi cỗ máy còn lại là đại diện cho cách thức tiếp cận hoàn toàn mới của Rolex tới dòng đồng hồ bấm giờ Regatta. Thay vì tìm ra chiếc đồng hồ nào hơn chiếc đồng hồ nào, có lẽ chúng ta chỉ nên tôn trọng sự khác biệt của cả hai mà thôi. Đó là những điểm khác biệt chính của hai mẫu đồng hồ này mà trong video ngày hôm nay Gia Bảo Luxury muốn giải đáp cho các bạn khán giả. Không biết là các khán giả nghĩ sao về sự khác biệt này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!